Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mường Trà với việc thực hiện cách ly toàn xã hội. Thị trấn Mường Trà tăng cường phòng dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, người dân tại huyện Mường Trà đã nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội trong thời gian 15 ngày theo nguyên tắc. Gia đình cách ly với gia đình, bản tổ dân phố cách ly với bản tổ dân phố. Xã, thị trấn, cách ly với xã, thị trấn. Ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khác với trước đây, người dân đi lại khá đông, thì những ngày này trên các tuyến đường ở huyện Mường Trà đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Chỉ những người đi mua lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết mới ra khỏi nhà. Người dân đã tạm đóng cửa hàng, ngừng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu, dịch vụ ăn uống, cà phê, quán karaoke. Quan điểm của những người kinh doanh buôn bán dịch vụ ở đây thì việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong thời gian 15 ngày để chống dịch là điều cần thiết. Anh Đinh Văn Hoàng, chủ cửa hàng Bách Hóa Xanh, Thanh Hoàng, thị trấn Mường Trà cho biết, để chung tay với cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, cửa hàng đã thực hiện giải pháp bán hàng online, giao hàng đến tận nhà khách hàng. Trường hợp thật sự cần thiết trong phạm vi thị trấn, người dân có thể đến tận nơi để mua hàng. Nhưng cơ sở đều yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào cửa hàng. Vì thế, số lượng hàng bán ra đã giảm đi đáng kể. Doanh thu chỉ còn vài triệu đồng một ngày. Mong sao dịch bệnh sẽ nhanh được kiềm chế để mình và gia đình, cộng đồng được an toàn. Trước tình hình dịch COVID-19, thì cửa hàng chúng tôi cũng luôn tuân thủ theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khách đến mua hàng thì gia đình chúng tôi cũng yêu cầu là đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua hàng. Còn đối với anh Nguyễn Văn Hùng, chủ nhà nghỉ Thái Bình, thị trấn Mường Trà, huyện Mường Trà cho rằng, chủ trương của các cấp về việc yêu cầu dừng tập trung đông người tại các nhà hàng là đúng. Bởi nếu mọi người không nêu cao ý thức trách nhiệm thì khó có thể ngăn được dịch COVID-19. Vì thế, tôi đã chủ động đóng cửa hàng, thay đổi hình thức kinh doanh và tuân thủ các quy định về hạn chế tiếp xúc ở khoảng cách gần và tập trung đông người. Cùng với đó, cơ sở cũng đã phối hợp trung tâm y tế tiến hành phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, dọc các tuyến đường liên xã, đường vào các bản ở Mường Trà cũng vắng người đi lại. Không còn tình trạng người dân tập trung đông người như trước đây. Nhiều biển hiệu ở các trụ sở làm việc đã được dựng lên với thông báo dùng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công việc được thông suốt. Người dân tại Mường Trà đã có ý thức cao về phòng chống dịch và tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Với một số địa phương trước đây, hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao rất mạnh. Song từ khi có dịch COVID-19 đã dừng hẳn, cùng nhau chờ đại dịch đi qua mới đưa mọi người hoạt động trở lại. Cũng tại thời điểm này, với tinh thần vì một cộng đồng an toàn, các cơ quan chức năng tại huyện đã phối hợp tổ chức vận động, giải thích và khuyến cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19. Với những diễn biến phức tạp và đã có 9 hộ gia đình trên các địa bàn xã Hủy Lèng, Sa Lông và Ma Thị Hồ tự nguyện tạm hoãn tổ chức đám cưới, mặc dù trước đó đã ấn định thời gian để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Việc hoãn tiệc cưới trong thời điểm này thể hiện người dân đã ý thức được việc tập trung đông người tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh. Thực hiện theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và một số cái văn bản hướng dẫn của huyện về việc thực hiện theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, bản cách ly với bản, xã cách ly với xã, cũng như là thôn cách ly với thôn, gia đình cách ly với gia đình. Như vậy thì xã cũng đã tổ chức
thành lập ban chỉ đạo để tuyên truyền cho các hộ gia đình, và sau đó xã cũng đã mời các đồng chí trưởng bản cũng như y tá bản đến cùng với xã họp, sau đó đến tuyên truyền đến các hộ gia đình cũng như là nắm thu thập thông tin từ những cái hộ gia đình là chuẩn bị tổ chức ăn cưới cho gia đình. Thì qua những cái việc đấy thì xã cũng đã trực tiếp thì cũng nắm được một số hộ là chuẩn bị là tổ chức ăn cưới cho các con các cháu. Thì qua vấn đề tuyên truyền thì xã cũng đã đến hộ gia đình tuyên truyền vận động, thì hiện nay thì các hộ gia đình trên địa bàn xã mà thu thập được là sẽ chuẩn bị tổ chức ăn cưới là hiện nay cũng đã tặng hoán. Thông qua tuyên truyền tại địa phương cũng như là phát loa thì người dân cũng đã hiểu biết được rất nhiều. Trong đó như trong cái tháng tư này thì trong xã thì có tới 7 đám cưới, nhưng mà thông qua tuyên truyền rồi là các cái hoạt động truyền thông bằng loa thì người dân đa số đã hiểu biết được và cũng đã tạm hoãn đám cưới, và không đám cưới cũng như không tụ tập đông người trong cái thời gian dịch bệnh này. Và người dân cũng là bản cam kết và cũng hứa rằng là không tổ chức đám cưới trong thời gian này, và sau khi được các cấp chính quyền có kế hoạch, có chỉ thị quyết định mới thì mới tổ chức lại đám cưới. Tính đến ngày 14 tháng 4, trên địa bàn huyện Mường Trà chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Trà đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng 3 tình huống, phương án phòng chống, ứng phó với dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện với các cấp độ khác nhau, gồm chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại huyện, xuất hiện bệnh xâm nhập vào địa bàn, dịch lây lan trong cộng đồng. Huyện cũng bố trí khu vực cách ly tập trung đáp ứng cho khoảng 200 người, trong đó có 8 phòng hơn 200 giường tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện. Khu vực đảm bảo đủ các yêu cầu, điều kiện cách ly theo quy định. Trung tâm Y tế huyện cũng tiến hành cấp phát bổ sung vật tư, bảo hộ phòng dịch cho các xã và hơn 170kg hóa chất Super Chlor phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng khu vực, Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun khử trùng tại các nhà hàng, nhà nghỉ lớn, khu chợ trung tâm thị trấn Mường Trà, các trường học và khu vực tập trung đông người. Dịch truyền, kháng sinh, oxy, máy chụp X-quang tại giường, máy siêu âm, điện tim tại giường, tất cả chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng phục vụ cho việc thu dung bệnh nhân. Đối với khu vực cách ly, chúng tôi đã triển khai buồng khám cách ly theo một lối đi riêng và khu vực điều trị cách ly. Trước mắt là 2 buồng điều trị cách ly. Nếu có trường hợp có bệnh nhân, chúng tôi sẽ cách ly và đưa đội điều trị cơ động đến thực hiện các nhiệm vụ điều trị đối với bệnh nhân. Đồng thời là sẽ mở rộng ngay khu cách ly sẵn sàng phục vụ bệnh nhân nhiễm ở tại trên địa bàn huyện Mường. Có thể khẳng định, thời gian qua các tầng lớp nhân dân ở Mường Trà đều đồng lòng cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Cuộc sống của mọi người đã có những thay đổi, ít nhu cầu hơn, tạm bỏ các thói quen cũ, hạn chế tập trung đông người, giãn khoảng cách tiếp xúc. Những việc làm này của mỗi người dân tại huyện Mường Trà đã góp phần để cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 đem lại hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua thị trấn Mường Trà đã triển khai đồng bộ các biện pháp đặt mục tiêu chống dịch lên hàng đầu, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên đài chúng tôi. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện, ngay từ đầu năm, thị trấn Mường Trà đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đầu tiên là thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch với mục tiêu phát hiện sớm, xử lý kịp thời theo phương châm khóa dịch từ bên ngoài. Trong đó đặt ra 3 tình huống giả định để có phương án xử lý sớm. Thị trấn đã tiến hành kiện toàn lại ban chỉ đạo, thành lập 4 tổ tuần tra, 11 tổ tự quản.
Ban chỉ đạo trạm y tế tăng cường điều tra, giám sát, phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh tại các hộ gia đình, đặc biệt chú ý các trường hợp đi làm ăn xa về. Tuyên truyền cho nhân dân tự giác khai báo y tế, thông tin với chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ. Ngoài ra, địa phương cũng bảo đảm về khẩu trang, nước rửa sát khuẩn và nhiều đồ dùng khác. Từ khi có chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội, thị trấn đã tổ chức ký cam kết tạm đóng cửa với 25 cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán karaoke, quán bia, cà phê và 5 dịch vụ thẩm mỹ, phòng khám răng hàm mặt. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi để người dân kịp thời nắm bắt các biện pháp về phòng chống dịch. Để thực hiện phòng chống đại dịch COVID trên địa bàn, thị trấn đã quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban chỉ đạo để tuyên truyền vận động phòng chống dịch. Trong đó là trạm y tế, là cơ quan thường trực, công an thị trấn, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động. Cho đến nay là tổng số cách ly những trường hợp đi ngoài tỉnh và khu vực có dịch về là 15 trường hợp, trong đó là qua 14 ngày là 11 trường hợp, hiện nay là còn là 4 trường hợp. Thời điểm này, người dân đã có ý thức hơn, ít đi chợ, ít ra đường và đặc biệt là thay đổi các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch, như đeo khẩu trang đúng cách, đúng quy định, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, ăn chín, uống sôi. Đặc biệt, các cửa hàng kinh doanh cũng tự giác đóng cửa. Phân công của ban chỉ đạo, tôi là thành viên của ban chỉ đạo nên là bản thân tôi trước tiên là xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến hội viên và nhân dân thực hiện tốt việc phòng chống COVID-19, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân ăn chín uống sôi, thực hiện tốt các quy định của ban chỉ đạo đề ra. Thứ hai nữa là tôi luôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thị trấn, thường xuyên đến từng hộ gia đình, những người mà từ nơi khác, từ khác tỉnh về thì tuyên truyền vận động họ là tự đi khai báo trạm y tế. Xác định chợ là nơi tập trung đông người và có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra dịch bệnh, nên hàng ngày, ban quản lý chợ có mặt 100% quân số để nhắc nhở những trường hợp không đeo khẩu trang, ngồi bán hàng không đúng khoảng cách. Đến nay, ban quản lý chợ đã phối hợp tổ chức 2 lần phun hóa chất, phun dọn vệ sinh 2 lần một ngày để bảo đảm an toàn vệ sinh khu vực chợ. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của huyện về cách ly xã hội, ban chỉ đạo thị trấn đã xây dựng văn bản tuyên truyền cho nhân dân không tụ tập đông người, đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, đồng thời giao cho công an thị trấn tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của huyện. Nhân dân ra đường là phải đeo khẩu trang và chấp hành nghiêm việc cho cán bộ nghỉ ở nhà, nghỉ ở cơ quan, ở nhà làm việc, và chỉ phân công lãnh đạo và một số cán bộ công chức trực trên cơ quan để giải quyết các công việc cấp thiết. Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân thị trấn Mường Trà trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thị trấn còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn kinh phí, máy móc, trang thiết bị, máy đo thân nhiệt còn thiếu. Để bảo đảm dịch bệnh không xâm nhập vào địa bàn, thị trấn sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tổ tuần tra, phản ứng nhanh, tổ tự quản. Đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, con em làm ăn xa quê, ủng hộ các công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chương trình của Đài Truyền hình Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại.